xanh Nam Biển. Cây này rộng dài khoảng 70, cây cao khoảng 30 phân, tán rộng được cỡ 60, hoàn thiện, đẹp, già, già đanh luôn. Này, nguyên cái bánh chậu cũ, đấy các bạn. Lúc nào mà nó ổn định đất thì tôi sẽ cào ra và làm nó thoải cho nó liền với cái bệ, cái phần tiểu cảnh kia, và có điều kiện đưa đi làm đá chuyên nghiệp nữa nhé. Bây giờ chỉ có dắt tạm mấy viên đá tận dụng ở nhà sẵn có, nhặt ở kia thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Đấy, có điều kiện sẽ cho đi làm đá chuyên nghiệp các bác nhé. Cơ bản bây giờ phối cảnh demo thôi. Đấy, sau thì sẽ cứ thế này mà diễn. Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Một cây xanh Nam Điền rất đẹp. Đang muốn chia sẻ các bác, nó ở trên một cái chậu cũ cũng khá hay. Đấy, nó hợp với cái dáng, nó gần như là cái cây xanh trực hoành, hơi có thiên hướng huyền một chút, nhưng tôi đang muốn dựng thành nó thành một cái cây trực hoành các bạn ạ, trực kinh hoành, dựng nó lên một xíu. Vừa nãy nhấc thử cái này ra các bạn, ở trước nó hơi thụt xuống dưới này một tí, tôi vừa nhấc ra nó nguyên bầu nguyên bánh, một cây xanh Nam Điền hoàn thiện, rất là hay, già đỏ đồng luôn các bạn. Lên hình thì chưa thấy, mà nếu mà xịt nước vào thì nó đỏ đồng luôn. Một cây trên chậu quá lâu năm đấy, và tôi rất thích vì nó hoàn thiện. Thứ hai là nó không bị to những cái đầu này, người ta làm khá thoáng. Tôi sẽ điều chỉnh một số chỗ, bỏ đi một vài chỗ, ví dụ chỗ cái đầu này, bỏ đi cái đầu này, sấn đây này. Cái đầu nhỉ, đây cái ngọn này sẽ lắc ra đây. Cái này, cái đuôi này sẽ bỏ đi này, cái này nó hơi to, nó không có điểm giật, mặc dù đến đây là đủ đạt cái khẩu độ, nhưng mà cái này nó đang thô quá, tôi sẽ lấy lại ở đây, bắn ra và thu ngắn cái này lại. Đấy, cái này nó hơi lều mều. Thế còn là đây, cái tay này thì để suy nghĩ tiếp, có thể là để nguyên cũng ok. Đấy, một cây xanh Nam Điền rất hay. Thì thực ra nói trên cái chậu này là cũng hợp đấy, nhưng mà nên đôn nó lên một xíu, nên đôn nó lên một xíu, và để cho nó nổi cái bệ lên. Với cái bệ nó cũng khá là ok đấy, nhưng mà nó lại bị thụt ở dưới, rêu phong nó cũng che lấp đi nhiều. Đây các bác nhìn. Đấy, rêu phong che lấp đi nhiều. Đấy, thì bây giờ thì tôi hôm nay làm cây này. Thời tiết rất đẹp, tạnh mưa, hơi gió to một tí, đang kiểu như là mùa đông dùng mình quá, lạnh. Đấy các bác, có lẽ là lấy mặt này làm chơi mặt này, mặt này vật chơi bác, có lẽ là như vậy. Mặt này, mặt kia thì có vẻ như là thuận hơn. Cái này chơi được cả hai mặt. Và tôi thấy thích là chỗ là như nào, cái đoạn này này nó nở, cái khẩu này nó nở này. Đây này, dưới này ngày trước cái chỗ này này đấy, đây, nó tì vào cái mép chậu này, tì mép chậu, cho nên là cái bệ của này nó bị đè, nó không được vươn ra như cái này đấy. Nhưng mà các bác tưởng tượng nó sẽ như khi mà cái cây nó dựng lên một tí nữa, rất là đẹp. Thậm chí các bác muốn phá, anh em là muốn phá thành phôi cây này cũng rất đẹp, nó lành cây mà, muốn phá thành phôi làm cây trực cũng ok. Thì tí nữa tôi sẽ dựng để các bác xem, đang có thể là sẽ cho thành cái chậu này để cho nó khác đi một tí, nhưng mà thực tế là cái chậu này nó đẹp hơn, chậu này nó đẹp hơn, là cho nó hợp hơn, nhưng mà chậu này nó đẹp hơn. Đấy, thì tôi thử nghiệm, nếu mà trồng cái chậu này thì cắt đi bao nhiêu bầu. Đấy, thì để theo cái tán này nó cũng khá là hợp lý. Cái chậu này thì cũng được, không vấn đề gì cả, nhưng mình muốn nó khác đi, và mình muốn tôi nhấc ra để xem là có thể vật lại được cái dáng như nào không, vì tôi chưa nhìn thấy cái bệ, cái thân ở chỗ này như nào. Bây giờ nhấc ra các bác nhé, tôi vừa nhấc thử rồi, nhưng bây giờ nhấc lại thì thử cho xem cái chậu này nó có hay hơn không. Cái chậu này thì tôi nghĩ là nó hợp rồi, và nếu có chăng nếu mà dùng chậu này thì đôn nó cao lên xíu, đôn cái đất này cho cái bệ nó nổi lên một xíu. Đấy, bây giờ thử cái chậu kia bác nhé, xem nó thế nào. Nhấc cái được không?
Bác thấy rõ, nguyên bánh cốt chậu. Đây các bác xem, nếu như mà chưa cắt bầu thì nhìn nó kịch cỡm luôn. Nhưng mà các bác tưởng tượng là như này. Chờ tôi một xíu. Được rồi, một tay hơi khó. Tôi đang muốn để cái ướm cái chậu này nó lên chỗ này. Đấy, các bác xem. Thế thì liệu có hay ho hơn cái chậu kia không? Còn nếu mà trồng cái chậu cũ thì tôi vẫn phải dựng nó lên như này. Tôi dựng nó lên một xíu nữa. Dựng nó lên như này. Một mình không có người phụ vất vả. Đây, tôi sẽ dựng nó lên một xíu nữa như này. Để cho cái tay này nó thành cái tay hoành. Tay hoành. Chứ nó không còn huyền như này nữa. Nó là hoành luôn. Bởi huyền như thế này huyền nông quá. Để hoành như này thì cái trực này nó đứng khá là ok. Đấy, và còn cái phần chân bệ thì sao? Chân bệ thì sao? Cái chỗ khuyết này. Chỗ khuyết này. À đây, có đây. Đây, các bác nhìn. Cái chỗ vàng vàng này này. Nó bệ nó bị đè vào cái chậu. Nó thụt xuống dưới. Rất là nở đấy các bác nhá. Rất nở. Các bác tưởng tượng nếu như mà cắt đi làm thành một cây trực cũng rất hay. Riêng cái phôi trực này đã không đã chết tiền rồi. Vì nó già nó ổn định chậu. Các bác này này. Nhìn thấy cái cây trực không? Hình dáng cây trực không? Đấy. Thế vì sao mà tôi muốn nâng lên một xíu là như vậy. Vừa chơi được cốt mà vừa vẫn giữ nguyên được cái dáng này. Ok, sửa cái đã các bác nhé. Cắt qua một tí. Cắt qua một tí rồi tí nữa sẽ quyết định trồng cái chậu nào. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ cắt ngang đây rồi để thử ướm cái chậu này xem nó thế nào. Cái này mà làm khay bầu dục thì đẹp hơn. Cái chậu chủ nhật này không hợp lắm nhưng mà cũng ok đấy, nó cũng khá mỏng. Thank you.
bây giờ lại đổi phương án sang cái chậu này các bạn, làm cái khay này tiểu cảnh luôn. Lúc đầu tôi có cái khay này rồi nhưng mà đang trồng cây khác, với cái thứ hai là cảm giác như nó dài quá nhưng mà đặt vào thì lại vừa, hay quá. Cái này mà có tiểu cảnh làm đá sơn tuyết tiếp thì đẹp, nhưng mà thôi tạm dừng, tạm trồng rồi làm thoải thoải bờ rêu thôi bác nhá, là đã đủ chết nửa đời người rồi đấy, phê chưa. Đây, tự nhiên lại có cái khay này sinh ra dành cho nó các bác ạ. Ngày xưa nó ở trên cái cây khác nhưng nó không hợp lắm. Thì bây giờ nó như là cái chậu vứt đi mà bây giờ lại hóa là long lanh rồi. Ok, ok quá rồi. Ok quá rồi. Đấy. Đấy. Giống cây miền Nam chưa các bác? Giống các bác hay trồng khay rồi đá sơn tuyết nhấp nhô đây đúng không các bác? Thả nước vào đầu này thoải mái. Đấy, cơ bản nó sẽ như này. Rồi, hay quá. Tự nhiên lại 1, 2. Vừa nãy ướm cả cái kia không ăn thua, cái kia bé quá. Cái này quá tuyệt vời luôn. Đấy, tí nữa tôi vít cái đầu này xuống, nhưng mà để trồng cái đã, vít cái đầu này xuống để cho nó cái đuôi nó thuận. Vừa nãy cắt bỏ cái đuôi mà. Đấy. Thì sau nó sẽ mọc ra, nó sẽ đầy đấy, nhanh không thôi mà. Cây nó già như thế thành. Đấy, phải không? Đang có mưa các bác. Đấy. Tuyệt vời chưa? Ok, bây giờ trồng nha các bác nha. Đẹp quá. Từng cái bụng quá.
Phê của các bác, ngoài sức tưởng tượng thực sự phê. Đồ đạc thì không có các bác. Cái này thì tôi tạm thời tôi để cái bầu nó như thế này các bác nhé. Một thời gian nữa nó bến rễ tôi gỡ ra sau để cho nó thoải dần cho nó cái chỗ này nó không còn cái khuôn bầu cũ nữa, nhìn nó bị cợm. Đấy, thì cơ bản nó sẽ vừa với khay như thế này. Sau một có điều kiện thì làm cái khay nó đẹp hơn. Khay đá xịn hay cái gì đấy. Vừa nãy tôi nhặt mấy cái viên đá nó vứt đi ở ngoài sân kìa, những cái cây cũ ngày xưa tôi thay chậu thì nó tôi tháo vỏ đá ra, bây giờ còn một vài viên đây, nó chẳng có cái viên gì nó đẹp cả, nhưng mà tôi dí vào đấy để cho nó có cái hình sơn thủy một tíu, nhưng mà thấy cũng rất hay các bác nhỉ. Đấy, chỉ có tác động có tí thôi, không có cái gì nó cao siêu cả mà nó đã nổi bật như này. Thì quan trọng là mình nhìn thấy cái nét của cái cây này các bác, nét của cái cây này đấy là nó rất hợp với cái dáng cái khay này. Cái này nó đang hơi chúi xuống một tí các bác nhé, nếu mà kê chuẩn nó là nó sẽ cao lên một tí. Đấy, thì nó sẽ rất là hay. Đấy, rất phong trạch già năm điền các bác này. Chẳng có phải cắt đi nhiều gì cả, mấy bấm mấy cái đầu này thôi. Đây, sau tôi sẽ níu dây và làm lại cái đuôi này các bác nhé, và cái phần ngọn này và một số cái điểm ở đây, cái tay bên này nữa. Nhưng bây giờ thì cho nó ổn định đất cái đã. Cơ bản nó cũng hòm hòm, không có gì phải sửa nhiều cả. Đấy, cái tay này mà để cái dáng như cũ mà trên cái chậu cũ thì là cái tay này hóa chướng xấu ấy. Bây giờ thì nó hóa đẹp, rất nghịch cây. Đấy, sau này cái bầu này nó rêu và nó thoải dần xuống nhé các bác nhé. Tôi sẽ bóc bớt cái đất ở đây đi, nó thoải dần xuống các bác. Đây nó là cái đồi cao nhé. Đấy, thì có điều kiện đưa đi làm đá chuyên nghiệp thì nó sẽ rất đẹp, nhưng bây giờ hiện tại chỉ thế này thôi các bác nhé. Thế này nó đã chết nửa đời người rồi. Các bác có công nhận không? Tôi thì cây nào đẹp thì chơi hết các bác. Nhưng mà đợt này cứ hay đầm lùn dưới làng vì là gặp nhiều. Thị trường nó, những đồ này nó không có nhiều. Mà hoàn thiện này lại càng ít. Mua được rất là khó. Thì gặp đồ gì mà hợp là chén hết các bác. Đấy, quan trọng là mình có duyên gặp lúc nào. Chứ không có lúc gặp toàn làng, toàn trực, toàn lùn. Thì là chơi trực, chơi lùn. Nhiều khi các bác lại cứ bảo gu của ông này cũng đúng gu thật. Nhưng mà không phải là chỉ có cái đấy. Mà chơi rất nhiều, rất đa dạng. Đấy. Cái chậu này quá đẹp luôn, đúng chấm đây luôn. Nó có đất để diễn đá, diễn tán. Đúng là cái chậu này là dành cho cái cây này. Đấy các bác. Có điều kiện là nó ổn định đất, tôi cào lại cái bệ này, làm cho nó cùng với cái thoải cái đồi này là đẹp. Tứ diện đẹp, sáu mặt đẹp đi. Đấy các bác, tôi sẽ chơi mặt này nhé các bác nhá, chơi mặt này. Đấy, sẽ chơi mặt này để điều chỉnh cái tay này một xíu để cho nó có thể sẽ bấm lên đây để cho nó đỡ, mình có cảm giác nó lộ cái đường thân này ra một tí. Đấy các bác nhỉ, cây này mà anh em mà về có khi là cắt thành phôi, nếu mà không có cái khay này cắt thành phôi trực cụt ấy, thì rất là tiếc. Mặc dù vẫn được một cây trực đẹp nhưng mà rất là tiếc, bao nhiêu năm tháng rồi mà nó có bị lỗi cái tay nào đâu. Đấy, bệ đây. Sau này thì tôi sẽ cào bỏ cái bệ này, cào bỏ cái rêu này, xếp lại và nó sẽ nổi cái bệ đến tận đây.
Đường bệ rất đẹp, chảy. Chỉ có đơn thuần chỉ cắt mấy nhát trồng lại thôi mà đã rất là đẹp rồi, phê quá. Đấy, cái đuôi này thì hôm xin phép hôm tới tôi sẽ vật cái này ra nha các bác nhé. Đấy, hôm nay thì kệ nó thôi, nó đang mọng nước này, không động vào. Đẹp quá, không biết nói thế nào bây giờ. Một cây hoàn thiện, mặt nào cũng chơi cũng hay. Ok, cảm ơn các bác nhé. Xuống thôi, ướt hết rồi. Ăn điếu thuốc thì xuống rồi các bác. Ăn điếu thuốc hấp nước xuống. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé. Đấy rất hay đấy.